Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin mưa lũ Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, trong những ngày qua, nhiệt độ ở miền Bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hải phát triển nhanh chóng. Thời tiết nhiệt độ cao trên 41 độ C xuất hiện ở nhiều nơi. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào ngày 23. Nguyên nhân của thời tiết nhiệt độ cao kéo dài là gì? Khi nào nó sẽ kết thúc? Tại sao miền Bắc nóng hơn miền Nam? Chịu ảnh hưởng của các khối khí ấm và bức xạ mặt trời mạnh. Tính đến 14 giờ ngày 6 tháng 7, nhiệt độ tại Đài Thiên văn Bắc Kinh lên tới 40 độ C. Trong số 556 trạm quan trắc khí tượng của thành phố, 305 trạm có nhiệt độ tối đa là 39 độ C trở lên và 158 trạm có nhiệt độ tối đa từ 40 độ C trở lên. Lần đầu tiên kể từ khi đài quan sát được xây dựng, nó vượt quá 40 độ C trong 2 ngày liên tiếp. Yang Jingxing, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết do sự kiểm soát của các khối không khí ấm mạnh. Thời tiết nhiệt độ cao vẫn tiếp tục từ ngày 3 đến ngày 5. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo đỏ vì nhiệt độ cao vào lúc 7 giờ ngày 3. Yang Jingxin cho biết đợt nắng nóng ở Bắc Kinh lần này có cường độ mạnh và kéo dài. Nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã bị các khối không khí ấm áp khống chế kể từ ngày 1 tháng 7. Thứ hai, cường độ của khối không khí ấm áp tương đối mạnh tác động kéo dài dưới sự khống chế của áp cao. Bầu trời quang đãng không có mây che phủ, bức xạ nóng lên thuận lợi hơn, thúc đẩy nhiệt độ tăng lên. Thứ ba, vừa bước vào tiết trời hạ chí, ngày dài nhất, nắng dài ngày có lợi cho sự xuất hiện và duy trì nhiệt độ cao. Thứ tư, độ ẩm không khí nhỏ, thời tiết khô ráo cũng có lợi cho nhiệt độ tăng cao. Kể từ tháng 6 năm nay, tính đến ngày 7 tháng 7, tổng cộng 183 trạm khí tượng quốc gia trên cả nước đã vượt qua các cực trị hàng tháng, 46 trạm đã vượt qua các cực trị lịch sử và nhiệt độ hàng ngày cao nhất ở miền Bắc Trung Quốc đã vượt qua các cực trị lịch sử cực đoan vào ngày 4 tháng 7. Vấn đề này, Gao Hui, nhà dự báo chính của Trung tâm Khí hậu Quốc gia, nói với các phóng viên rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa các vùng trong thời kỳ tập trung nhiệt độ cao trên khắp Trung Quốc, bước vào giai đoạn đầu mùa hè. Đối với Bắc Trung Quốc, thời tiết nhiệt độ cao dễ xảy ra từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 7. Nhiệt độ cao mấy ngày liên tiếp cũng phổ biến hơn vào tháng 6. Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là khô và nhiệt độ cao, được biểu hiện bằng nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Vào cuối tháng 7, khí áp cao cận nhiệt đới nhảy lên phía Bắc và gió mùa hè tiến lên phía Bắc, sự vận chuyển hơi nước và độ ẩm không khí tăng lên. Độ che phủ của mây cũng sẽ tăng lên, xuất hiện thời tiết oi bức, tức là nhiệt độ nóng ẩm. Về nhiệt độ tối cao các thời kỳ trước thường cao hơn nhiệt độ các thời kỳ sau. Nhưng cũng cần giải thích rằng nhiệt độ cảm giác thân thể của cơ thể không chỉ liên quan đến nhiệt độ không khí mà còn ảnh hưởng bởi độ ẩm. Thường thì loại nhiệt ẩm này sẽ làm nhiệt độ cảm giác cơ thể con người trầm trọng hơn. Cao Hui cho biết, trong bối cảnh trái đất nóng lên, tần suất nhiệt độ cực cao tăng nhanh ở cả miền Nam và miền Bắc. Theo dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia, nhiệt độ ở Bắc Trung Quốc và Hoàng Hoài và những nơi khác ở Trung Quốc vào mùa hè năm nay tương đối cao. Số ngày có nhiệt độ cao cũng sẽ tăng lên tương ứng. Vì vậy, khả năng cao là miền Bắc sẽ nắng nóng hơn bình thường trong mùa hè này. Trong trường hợp này, một số trạm cũng có thể phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử. Năm nay là năm phát triển của hiện tượng El Nino, nhiệt độ tăng cao ở miền Bắc có liên quan đến hiện tượng El Nino hay không? Gao Hui cho biết hiện đã bước vào trạng thái El Nino, nhưng các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ cao ở miền Bắc vào đầu mùa hè rất phức tạp. Không thể quy kết đơn giản là do hiệu ứng El Nino. Kết quả nghiên cứu khoa học hiện tại cũng cho thấy nhiệt độ cao ở phía Bắc vào đầu mùa hè có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước biển ở Bắc Đại Tây Dương và sự hoàn lưu khí quyển ở vĩ độ trung bình và cao. Yang Fengwu, trưởng dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng gần đây ở miền Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác đã xảy ra hai quá trình thời tiết nhiệt độ cao. Cường độ nhiệt độ cao và kéo dài chủ yếu là do bốn khía cạnh. Hoàng Hoài và những nơi khác được kiểm soát bởi các khối không khí ấm áp mạnh hơn, tồn tại lâu hơn. Thứ hai, dưới sự kiểm soát của các dạng núi áp suất cao, bầu trời quang đãng và ít mây hơn,
và sự gia tăng bức xạ mặt trời thuận lợi hơn. Điều này cũng sẽ thúc đẩy sự gia tăng nhiệt độ. Thứ ba là hiện tượng vào ban ngày tương đối dài, tức là mặt trời chiếu sáng trong một thời gian dài trong ngày. Và ánh nắng mặt trời dài hạn có lợi cho sự gia tăng của nhiệt độ và sự xuất hiện và duy trì nhiệt độ cao. Thứ tư, ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và những nơi khác, độ ẩm không khí thấp và thời tiết khô ráo cũng có lợi cho sự gia tăng nhiệt độ. Yang Fanghua cho biết, sau đợt nhiệt độ cao này, dự kiến từ ngày 27 đến ngày 30 sẽ có thời tiết nhiệt độ cao ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và những nơi khác. Các chuyên gia khuyến nghị, trong thời tiết nắng nóng, người dân cần cố gắng tránh ra ngoài hoạt động, làm việc vào thời điểm nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều, đồng thời chú ý bổ sung nước, chống nắng, chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, tránh say nắng, say nóng khi ở ngoài trời lâu. Thưa quý vị, Thông tấn xã Hồng Kông Trung Quốc cho biết, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã thông báo vào ngày 19 rằng vào lúc 12 giờ cùng ngày, 10 tỉnh và khu vực bao gồm Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam đã phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4. Theo dự báo, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 7, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm ở Đông Nam và Nam Tây Nam sang Nam, Bắc Tây Nam Trung Quốc, phía Đông Nam và Tây Nam Trung Quốc và phía Đông Nam của Hồ Bắc sẽ xuất hiện quá trình mưa lớn diện rộng. Bị ảnh hưởng bởi quá trình mưa lớn nên tại các con sông lớn như Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình ở lưu vực sông Dương Tử, sông Liễu Giang, sông Quý Giang, ở lưu vực sông Châu Giang, khu vực mạng lưới sông Thái Hồ, sông Tiền Đường, ở các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến và sông Phúc Đồn ở thượng nguồn sông Dân Giang có thể xảy ra lũ trên mức cảnh báo. Lũ lớn hơn có thể xảy ra ở một số sông vừa và nhỏ. Trung tâm Thông tin Bộ Tài nguyên nước và Trung tâm Dự báo và Quan trắc Thủy văn lúc 11 giờ ngày 19 đã đưa ra cảnh báo lũ màu xanh lam, nhắc nhở các khu vực liên quan cần chú ý đề phòng. Theo báo cáo của đội cứu hỏa Quý Dương, từ tối ngày 18 đến sáng ngày 19, nhiều nơi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã xảy ra mưa lớn, mưa to. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính vào khoảng 165,9mm. Mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi trong thành phố, nhà dân chìm trong nước, lực lượng cứu hỏa Quý Dương lao và giải cứu 4 người và sơ tán 31 người mắc kẹt. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Chiết Giang, từ ngày 19 đến ngày 26, ở Trung và Bắc Chiết Giang có mưa to, có nơi mưa rất to, thậm chí có nơi có thể đạt mức mưa to. Chiết Giang hiện đã chính thức bước vào mùa mưa và người dân địa phương được khuyến cáo chú ý đến an toàn giao thông khi ra ngoài và cảnh giác với sự xuất hiện của nhiều thiên tai thứ cấp. Trong ngày 18, hầu hết các vùng của Chiết Giang có mưa, nhưng nhìn chung ban ngày, mưa không lớn. Từ chiều tối đến đêm, phía Bắc Chiết Giang mưa tăng dần, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia của Trung Quốc, hôm qua Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai lũ lụt ở 8 khu vực cấp tỉnh, bao gồm Giang Tô và Quảng Tây, từ cấp 4 lên cấp 3. Đây là hai tỉnh khác sau Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc và Quý Châu. Đã cử hai đội công tác tới các tỉnh trên để thực hiện công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy. Tổng cục trưởng yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi, cảnh báo sớm thiên tai lũ lụt, chủ động ứng phó với các thiên tai thứ cấp như lũ quét, ngập úng, bảo đảm di rời, tái định cư kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng, triển khai đầy đủ công tác cứu trợ, cứu nạn thiên tai. Đồng thời, Cục Khí tượng dự đoán rằng sẽ còn có nhiều mưa ở miền Nam Trung Quốc và các khu vực khác trong 10 ngày tới. Trung Quốc hiện đang áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp thiên tai lũ lụt 4 cấp độ, trong đó cấp độ đầu tiên đại diện cho lũ lụt nghiêm trọng nhất. Mùa mưa năm nay đã bước vào giai đoạn quan trọng của công tác chống lũ, hạn hán. Làm thế nào để đảm bảo tiêu úng an toàn cũng là vấn đề cấp bách mà chính phủ các nước trên thế giới phải đối mặt. Trước đó, khu vực Giang Tô và Quảng Tây đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Một số khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai lũ lụt. Vài ngày trước, huyện Kuchan, tỉnh Chiết Giang đã sử dụng các cơ sở vật chất và phương tiện công nghệ hiện đại để tích cực đầu tư vào công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Lần đầu tiên thiết lập và nâng cấp đầy đủ hệ thống chỉ huy ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp, phát huy hệ thống giám sát và chỉ huy điều hành lũ lụt thông minh. Ngoài ra, Cục Khí tượng Trung Quốc cũng dự báo vùng mưa bão sẽ mở rộng ra Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Hải Nam và những nơi khác.
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã thiết lập nhiều biểu đồ cảnh báo sớm như bản đồ quá trình mưa, bản đồ phân bổ rủi ro thiên tai lũ lụt khu vực và bản đồ phân bố lượng mưa quốc gia tập trung theo khu vực. Điều này sẽ giúp chính quyền địa phương có biện pháp phòng ngừa kịp thời và ứng phó hợp lý với các tình huống nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền các cấp cũng cần hết sức coi trọng tăng cường công tác phòng chống lũ, hạn hán, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trung Quốc kiên quyết thực hiện các chỉ thị quan trọng của Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện về công tác chống lũ, có cơ chế ứng phó khoa học hiệu quả, thiết lập và hoàn thiện các chính sách, biện pháp chống lũ, hạn hán, thúc đẩy sâu rộng toàn bộ quá trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, để công tác ứng phó với công tác phòng chống lũ lụt đi vào thực chất. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc kiểm soát lũ lụt, cứu trợ hạn hán và các thảm họa quy mô lớn. Tuy nhiên, tác động của thiên tai lũ lụt đối với nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc có thể nói là mạnh mẽ hơn. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển công nghệ phòng chống thiên tai cũng là một chủ đề quan trọng của sự phát triển xã hội ở Trung Quốc. Nói chung, hệ thống cảnh báo sớm là nền tảng của công tác kiểm soát lũ lụt và việc thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả và chính xác sẽ có tác động tích cực đến công tác kiểm soát lũ lụt của chính quyền địa phương, nâng cao toàn diện trình độ ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt và hạn hán, tăng cường sự hợp tác của chính quyền các cấp, xã hội, doanh nghiệp và tổ chức dân sự trong công tác chống lũ lụt và hạn hán, xây dựng hệ thống chỉ huy khẩn cấp chống lũ lụt chất lượng cao và cứu trợ hạn hán là chìa khóa để đảm bảo mùa lũ an toàn của Trung Quốc. Trong việc đối phó với thiên tai lũ lụt, đảm bảo mùa lũ an toàn là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Chính quyền các cấp cần phát huy đầy đủ vai trò của hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao trình độ ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt, hạn hán, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, Trung Quốc cần chú trọng nghiên cứu công nghệ phòng chống thiên tai để hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển xã hội. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.